Dạ con xin được trình pháp ạ. Ngay cái thời thiền trước khi thầy đến ạ, thì con có khi bắt đầu ngồi thiền là con có hít vào, con dùng cái bắt đầu bằng cái 16 phép quán niệm, thì đến hơi thở thứ ba là cái hơi thở nhận biết thân thể, thì con bắt đầu nghĩ đến tóc ạ. Con nghĩ đến tóc, và lúc này thì con có một cái quán tưởng xảy ra, đó là tóc nó vốn là căn của thận và nó là xuất phát điểm của những cái tham ái. Và sau cái hơi thở đó thì con bắt đầu nhận ra rằng là tâm con nó rơi vào một cái trạng thái con cũng không biết là có phải là rỗng lặng trong sáng không, nhưng mà nó giống như là một cái bầu trời quang đãng, và thỉnh thoảng thì có một vài suy nghĩ đến như là một cơn gió thoảng qua, và con quan sát nó rồi nó đi. Thì mặc dù ngồi trên đệm và trên nền nhà khi bình thường thì con thấy thân con rất là nặng và con cảm nhận những bức tường nặng nề xung quanh, nhưng mà cái lúc mà cái tâm con nó đạt được cái trạng thái đó thì con thấy thân và tâm nó nhẹ nhàng, như thể là đang ngồi, không phải là tưởng tượng là đang ngồi giữa một nơi lộng gió, mà là có một cái cảm giác nó nhẹ nhàng như là đang được ngồi ở một cái nơi rất là phóng khoáng. Dạ thì sư ông chỉ bày cho con là như thế là con đang thế nào. Con cảm ơn sư ông ạ. Quan trọng là cái thấy biết, còn trải qua cái trạng thái nào, dù là trạng thái đó là niết bàn đi nữa, hay là tịch tịnh, hay là vắng lặng, hay là rộng lặng trong sáng gì đi nữa, thì mình cũng chỉ thấy nó là như vậy thôi. Mình chỉ thấy là như vậy thôi. Tất nhiên lúc đó mình sẽ thấy là nhẹ nhàng thanh thoát gì đó, nhưng mà chỉ thấy vậy thôi. Chứ đừng có vì vì cái cảm giác đó mà mình lại ham thích, rồi mình lại so sánh với cái trạng thái khác là khi mà mình thế này thế kia gì đó đó, xáo trộn hay là cái gì đó đó, bắt đâm ra mình cứ muốn cái trạng thái đó hoài đó, thì không tốt. Mà vẫn là cái chính vẫn là tất cả mọi cái đến và đi đó. Thật ra thân thọ tâm pháp không quan trọng, hay là tất cả cái pháp gì đến đi không quan trọng, mà quan trọng là có thấy biết hay không. Bởi vì á, tất cả các cái pháp nó đến á, cái mục đích là để cho mình phát huy cái thấy biết đó. Cho đến khi cái thấy biết của đó đó nó rõ ràng minh bạch, mà nó không còn vọng, không còn động nữa, nó tròn vẹn trong sáng, cái biết đó đó không còn cái không có bất kỳ một cái gì, dù được mất hơn thua gì, hay là lúc đó là khổ là vui gì á, nó cũng không làm cho cái thấy biết đó bị động á, cũng hay là bị chủ quan hay là bị gì đó, thì lúc đó cái thấy biết mới là cái chính, chính cái thấy biết đó mới là giác ngộ, mới chứng ngộ. Còn cái trạng thái gì không quan trọng, cho dù là cái trạng thái đó mình có thấy ra niết bàn đi nữa thì cũng cũng là chỉ thấy thôi, chứ không phải quan trọng cái đối tượng đó. Cho nên có nhiều người là họ lại quá quan trọng đối tượng, mà họ quên rằng là chính cái thấy biết mới là cái chính trong trong cái thiền Vipassana. Cho nên á, khi con ngồi mà con cảm thấy là bị tâm tâm vọng động thì vẫn thấy tâm vọng động, mà khi tâm hoàn toàn yên tĩnh nhẹ nhàng thanh thoát thì thấy tâm yên tĩnh nhẹ nhàng thanh thoát, cũng không ham thích ở đó, không không trụ ở đó. Cho nên á, tại sao mà trong trong thiền tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật Ngài có một cái câu nói mà người ta ít quan trọng cái chuyện đó, mà người ta cứ quan trọng đến cái chuyện là sắc như thế nào, thân như thế nào, thọ như thế nào. Đúng. Tức là người ta lại đi quan trọng cái đối tượng, mà người ta quên là cái thấy biết á. Cái thấy biết đó đó là chỉ thấy biết chứ không tham ưu. Tức là cũng không thích cái đó mà cũng không ghét cái đó, mình chỉ thấy nó thôi, không tham ưu. Đó. Không nương tựa hay là không bám víu vào đó. Vào bất nói là vào bất kỳ điều gì trên đời, chứ không phải trên đời lắm, trên đời tức là cái đó đó. Tức là mình trải qua cái đó, dù cái đó là cái gì thì mình trải qua là mình chỉ thấy thôi. Làm sao mà cái thấy mà tất cả mọi chuyện trải qua mà vẫn cái thấy vẫn là rộng lặng trong sáng á. Cái thấy rộng lặng trong sáng chứ không phải là trạng thái rộng lặng trong sáng. Đó. Cái thấy rộng lặng trong sáng, quý vị nhớ cái điều đó cho rõ ha. Cái thấy rộng lặng trong sáng chứ không phải là
không phải là mình tìm một trạng thái yên lặng nào đó. Không. Nếu mà nói yên lặng thì tốt. Ví dụ như mình ngồi vào mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng và mọi việc xảy ra từ nơi thân, nơi thọ, nơi tâm pháp gì đều rõ biết hết. Mà rõ biết tự nhiên chứ trong đó hoàn toàn không có cố tình rõ biết gì hết á. Thì đó là rất tốt. Đó là cái thấy biết rất tốt. À, còn nhớ một điều là trạng thái nào bây giờ không thể nói là trạng nó tốt hơn trạng thái kia. Bởi vì như vậy á, là mình sẽ sinh ra bám vào trạng thái này hay lại muốn diệt trạng thái nào. Còn ở đây á, là trạng thái như thế nào cũng quan trọng, đối tượng thế nào cũng quan trọng. Mà là cái thấy biết có thanh tịnh trong sáng hay không, à, có rộng lặng hay không. Là cái rộng lặng của cái thấy biết chứ không phải cái rộng lặng của cái trạng thái. Rồi ai hỏi nữa? Con tạ ơn sư ông ạ. Cái hỏi này rất là quan trọng. Cho nên là ai đang tu tập như thế nào, trải nghiệm như thế nào cứ hỏi cho đừng ngại. Nhiều khi ngại rồi mình hỏi mắc cỡ. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tăng. Kính chào các vị Phật tử. Con là Trúc Hải, con đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng. Dạ, hôm nay con xin trình pháp. Dạ, thì cách đây khoảng gần 10 năm là có con nó đọc cũng một bài pháp của thầy trên Facebook. Vì là do trong quá khứ thì để mà có tiền mà để nuôi con thì con không có việc ác nào con không làm. Và thậm chí là có vài lần phá thai. Thì con mới lao vào tu tịnh độ, tu thiền và làm phước rất là nhiều. Cho nên là khi mà nghe cái bài pháp của thầy là thầy nói là đừng tu gì cả. Mà lúc đó thì cái tâm ngã mạn của con rất là lớn. Con nghĩ là mình tu cỡ đó con không thấy gì nữa. Mà ông thầy này ông kêu là đừng có tu gì cả. Con xin lỗi thầy. Dạ, và cứ thế thì một thời gian sau, một ngày là đột ngột mẹ con đột ngột qua đời. Thì cũng như là nói trước đây, con cứ lao ra ngoài rồi lăng xăng tạo tác, chùa nào gọi cũng có mặt, ai cần tới cũng có. Nhưng mà con quên một thứ là đó là con còn một người mẹ già rất là yếu mà cũng rất là cô đơn, là cần con nhất. Thế là con luôn luôn tự trách mình. Con sống lặng lẽ, không tiếp xúc với ai hết và gần như rơi vào trầm cảm. Thế một hôm con bỗng nhớ tới cái bài pháp của thầy. Xong, nhưng mà cũng may mắn cho con là vẫn còn nhớ tên thầy Viễn Minh. Xong rồi con lên YouTube thì con gõ vô thì con hiện lên một hàng bài pháp của thầy. Thì trong đó có bài pháp là sự cô đơn trong tu tập. Thế là con nghe bài pháp đó từ đầu đến cuối thì bỗng dưng con vỡ òa. Nó đơn giản, nhẹ nhàng. Và điều quan trọng là nó có sẵn ngay đây. Vậy mà suốt cuộc đời mình cứ loay hoay tìm kiếm. Thầy, chưa con hỏi thì là cái thấy của con có đúng không ạ? À, cái cuộc sống đó, từ khi mình như hồi hôm qua thầy có nói đó,
mỗi người sinh ra đó là đều có một cái sinh nghiệp hay là một cái tính mệnh của mỗi người. Thì cái tính mệnh đó hay là cái sinh nghiệp đó chính là cái bài học giác ngộ của người đó. Những gì mình trải qua trong cuộc đời có thể là xấu, tốt, đúng, sai gì đủ thứ. Thực ra điều đó không quan trọng. Tại vì nó có hai cái. Một cái là giác ngộ, còn một cái là trong giáo pháp của Đức Phật á, thì cái điểm chính yếu là giác ngộ. Còn cái phần thứ hai là Đức Phật Ngài nói đến cái đạo đức ở đời để cho nó ổn định thôi. Và đó nó thuộc về tục đế. Còn cái pháp giác ngộ thì nó lại khác. Nó vượt qua cả cái thiện ác, đúng sai, xấu tốt. Mà cái điều này ít ai nói đến là bởi vì sao? Bởi vì đa phần là muốn nói đến cái xã hội làm sao cho tốt đẹp thôi. Nhưng mà trong cái cuộc sống đó, thì vấn đề không phải là mình đã trải qua cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt nào. Mình đã thành công, thất bại, được mất hơn thua gì. Mà quan trọng là qua đó mình thấy được điều gì. Tức là có thể qua những cái sai lầm rồi mình là giác ngộ. Cho nên trong cuộc sống mình có thể trải qua nhiều sai lầm. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là qua sự sai lầm đó mình có giác ngộ ra được gì, điều gì. Mình đã thấy ra được điều gì. Chính những cái điều đó đó, những điều mà mình trải qua trong cuộc đời đó đó, khi thì thế này, khi thì thế khác đủ thứ, cho nên đó mình mới là đến một lúc đó nào đó đó mình bỗng tỉnh ngộ và thấy ra được cái tất cả những cái lăng xăng đó, thật ra nó cũng phải là lăng xăng mà nó là những bài học mà mỗi người phải trải qua để mà thấu hiểu được bản thân mình, thấu hiểu được cuộc sống, thấu hiểu được cái sự vận hành hoàn hảo của pháp. Đó. Thì nó đến một lúc nào đó trải qua tất cả những cái thăng trầm của cuộc sống rồi, cái tâm bỗng nhiên là nó vắng lặng, hoàn toàn cô đơn, vắng lặng. Đó. Và lúc đó mới thật sự cảm nhận được cái chiều sâu của đời sống, chiều sâu của cái sự sống. Đó. Chiều sâu, nói một cách khác là chiều sâu của sự vận hành của pháp. Đó. Khi mình cảm nhận được cái đó, tự nhiên là đúng là vỡ òa đó. Trong thiền tông thì người ta gọi là ngộ, tức là bọn mình nhận ra là ấu, thì thế ra là tất cả cái sự thật, tất cả chân lý đều chỉ có ở đây mà mình có thể thấy ngay, không cần phải đi tìm ở đâu, không phải là ở trong tương lai mà là ở ngay nơi đây, mà không phải là phải một điều kiện nào, mà là quan trọng là lúc đó mình có đủ bình thản để thấy hay không. Cho nên á, vẫn là cái thấy là chính. Thậm chí đôi lúc á, khi mình ngộ ra rồi á, mình còn cảm ơn những cái mà đã trải qua, những sai lầm mình đã trải qua. Nên thầy mới nói rằng là cái đúng á, không phải xuất phát từ cái bắt chước cái đúng lý tưởng, mà là xuất phát từ thấy ra được cái sai lầm. Đó. Tức là cái đúng chỉ là đúng, thực sự là đúng đó, khi mình thấy ra được cái sai lầm. Chứ còn nếu mà mình chỉ đúng là do mình bất chấp cái đúng của người khác, của thánh nhân gì đó đó, thì lúc đó cũng, cái đúng đó là cũng đúng giả thôi, chứ không phải là đúng thật. Cái đúng thật là đúng mà mình trải nghiệm, kể cả trải nghiệm sai lầm, giống như ông Angulimala giết người, hay là ông Yasa là ăn chơi. Nhưng mà chính trải qua những cái sai lầm đó đó mà giác ngộ, mới thấy được cái an tịnh thật sự tuyệt đối của cái nội tâm là như thế nào. Đó. Cái hoàn hảo của pháp thật sự là như thế nào. Và cái mà vọng động do bản ngã mình tạo tác là thế nào. Đó. Thì tất cả những cái tạo tác đó, bây giờ mình nhận ra đó là một cái bản ngã tạo tác. Nhưng mà cái bản ngã tạo tác đó lại cho mình thấy được cái vô thường của vô ngã, để mình mới là trở về được với cái mà Đức Phật Ngài gọi là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Còn đời sống mình nó là luôn sinh hữu tác thành, kể cả tu cũng sinh hữu tác thành. Cho nên thầy nói không tu ở đây có nghĩa là
không có sinh hữu tác thành, mà phải xả ly ly tham đoạn diệt để trở về cái không sinh hữu tác thành, rồi mới thấy ra được rằng ủa thì té ra là cái sinh hữu tác thành chỉ là cái vòng đồng của bản ngã thôi. Nhưng mà cũng qua đó để mình mới thấy được cái sai. Cũng giống như như Angulimala mà muốn đạt được một lý tưởng gì đó là phải giết người á. Nhưng mà khi giết người thì lại là thấy sai. Đó, nhờ thấy ra cái sai đó, buông ra cái sai đó thì cái đúng liền xuất hiện cái đúng. Đó. Còn nếu mà mình tu đó thì mình lại cứ cố làm sao để cho được phước, cố làm sao để cho đúng, cố làm sao. Nhưng mà cái đúng cái phước đó là do bản ngã mình tạo tác thôi, chứ không phải là cái, không phải là cái mà thấy biết, cho nên cái thấy biết là chính. À, không phải là thiện ác, không phải đúng sai xấu tốt, mà là cái thấy biết tất cả những cái đó. À, và cái hiệu ứng của tất cả những cái đó là gì? À, và để khi mình buông hết tất cả những cái đó thì pháp hoàn hảo như thế nào? À, mà pháp đó vốn là đã hoàn hảo, chỉ có tâm mình vận động đó, mà kể cả cố gắng tu hành cũng là một loại vận động, vận động. À, cho nên ở đây đó, chúng ta đến đây để xuất gia, để trải nghiệm sự tu tập, không phải là để một thời gian ngắn ngủi như thế này để mà rèn luyện để đạt được cái gì, không có rèn luyện để đạt được cái gì cả, mà mình có đủ tròn vẹn để thấy ra pháp hoàn hảo ngay tại đây và bây giờ hay không, đó mới là cái mục đích chính. À, và pháp á, thì nó tròn vẹn, luôn tròn vẹn ở nơi mình, luôn tròn vẹn trong cuộc đời, luôn luôn sẵn có, chỉ có mình không thấy cho nên mới vô minh, vô minh cho nên mình mới tìm kiếm. Mà trong tất cả những cái tìm kiếm đó có một cái tìm kiếm gọi là tu. Nhưng mà tu mà đặt sai hướng á, thì càng ngày càng xa sự thật. À, cho nên cái mà cái hướng mà Đức Phật ngài nói là nhất hướng, đó là xả ly ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn, đó là mới là cái hướng đúng, cái hướng mà thoát khỏi cái sinh hữu tác thành để trở về với cái không sinh không hữu không tác thành mới là cái đúng. Cảm ơn. Dạ bạch sư ông, ba ngày hôm nay là con liên tục mơ và con nhớ rõ giấc mơ của con. Thì những người mà con tiếp xúc gần nhất và có cảm xúc rất mạnh thì sẽ diễn ra trong giấc mơ của con hôm đấy, hoặc là trong ngày hôm đấy con bị một cảm xúc mạnh nào đấy thì nó lại lặp lại ở trong giấc mơ, và sau khi tỉnh dậy thì con nhớ rõ giấc mơ đấy và nhớ rõ những cảm xúc của con ở trong giấc mơ đấy. Và vừa nãy thì con có nghĩ tới một điều, đấy là có lẽ là trong thời gian mình ở trong đời sống mình chưa nhận rõ được, chưa thấy rõ được cảm thọ của mình, những cảm thọ mà nó rất sâu sắc và mình bị cuốn theo, cho nên là nó lặp lại cả trong giấc mơ. Thì Sương cho con hỏi là như vậy có phải là con đang nhận ra điều đấy không, và ở trong đời sống con có thể tỉnh giác hơn nữa như thế nào để không lặp lại những cái giấc mơ như vậy nữa? À, cái giấc mơ lặp lại hay không lặp lại là không phải là vấn đề. Khi cái giấc mơ mà nó lặp lại, tức là nó có gì, nó có cái lý do gì đó. Cho nên vấn đề không phải là mình muốn loại bỏ cái giấc mơ, mà là mình thấu hiểu mình. Đôi lúc chính cái giấc mơ đó nó lại giúp cho mình thấu hiểu mình hơn, rõ biết mình hơn. Đó. Nhiều khi trong đời sống của mình á, cái giấc mơ nó có rất nhiều cái loại thể loại, nhưng mà đại khái là cái loại mà nó phổ thông nhất á, đó là những gì mà mình trải qua trong đời sống á, thì nó sẽ lặp lại ở trong giấc mơ. Bởi vì ban ngày ấy là khi mình làm việc rồi này kia, cho nên là do mình tập trung làm việc này việc nọ, cho nên nó có khi nó chỉ xuất hiện qua cái ý tưởng, có ý tưởng thôi. Còn bên này đó, cái giấc mơ đó nó không phải là ý tưởng mà là ý tưởng. Ý tưởng tức là hình ảnh, chứ không phải là ý tưởng. Khi mình sống á, khi mình đang thức á, thì nó xuất hiện dưới hình thức là ý tưởng, cũng có khi là hình ảnh, nhưng mà nó mờ nhạt.
Nhưng mà trong cái giấc mơ đó thì cái giấc mơ nó rất là rõ, nó hiện rõ. Có điều đó là trong giấc mơ hay là trong cái đời sống đó, thì luôn luôn là nó hư cấu. À, cái giấc mơ là nó hư cấu. Thí dụ như mình sợ, thì cái nội mà mình thường hay là sợ rắn, thí dụ vậy. Thì trong giấc mơ mà có một cái điều gì mà mình lo sợ đó, thì tự nhiên nó lại xuất hiện một con rắn. Thì cái con rắn đó nó không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là biểu hiện cho nỗi sợ của mình thôi. Cho nên trong các nhà phân tâm học, người ta căn cứ vào những cái giấc mơ để người ta đoán được là cái người đó tâm trạng như thế nào. Nhưng mà nói chung là trong đời sống hàng ngày đó, mà cái chìa khóa chính, có thể nói đó là cái cốt lõi của cái sự tu tập đó, là hàng ngày con làm gì cũng rõ biết. Bởi vì đó, nếu mình mà không rõ biết đó, thì nó thường xen vào những cái cảm xúc đó, những cái ý tưởng mà nó vô thức. Nhưng mà cái ý tưởng là những cảm xúc vô thức đó nó lại là điều động mình nếu như mình thiếu tỉnh thức. Cái đó là trong phân tâm học người ta gọi là những cái khuynh hướng xung động. Người ta gọi là những khuynh hướng xung động. Thì những khuynh hướng xung động này là gì? Là nó ở trong vô thức, bây giờ nó cứ thúc đẩy để trào ra. Mà lúc mình ngủ là nó trào ra dễ nhất. Cho nên nó sẽ xuất hiện thành cái chiêm bao. Nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh để mà quan sát những cái chiêm bao đó, hay là quan sát những cái ý tưởng của mình đó, thì có khi mình lại thấu hiểu được cái trong vô thức mình như thế nào. Mình có thể giải quyết được ngay nhờ những cái chất chiêm bao hay là những cái ý tưởng mà khi mình ngồi thiền đó. Mà mình đừng có vội vàng mà như thiền định đó là cứ dẹp bỏ nó đi, mà mình phải quan sát để thấy rõ nó, thì lúc đó mình sẽ hiểu được cái vô trong vô thức đó, trong tiềm thức của mình đó, cái nội dung của nó là như thế nào. Thí dụ như ban ngày mình có thể là giả sử như mình giữ giới hay là mình làm gì đó rất là nghiêm túc, nhưng mà trong sâu xa đó, thì nó lại khác. Cho nên có thể ban đêm là nằm ngủ thấy đi ăn trộm chẳng hạn vậy, mà mình giữ giới là mình không lấy cái gì của ai hết trơn, nhưng mà ban đêm mình thấy mình ăn trộm chẳng hạn. hoặc là ban ngày tu hành là một vị tăng là không nhìn tới phụ nữ, nhưng mà ban đêm lại thấy là quan hệ với một phụ nữ chẳng hạn, thì nhờ cái đó mình mới thấy được trong vô thức mình còn cái gì. Chẳng thôi mình cứ tưởng rằng là mình trong ban ngày vậy là mình ngon lành rồi. Nhưng mà thật ra chính những cái vô thức, chính những cái mà nó xuất hiện từ vô thức đó mà mình đọc được á, cũng là một cái cách trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì mình cứ nghĩ rằng là mình chỉ giải quyết những vấn đề trong trong đời sống thôi, trong trong khi mình thức thôi. Nhưng thực ra đó, chánh niệm tỉnh giác nó giải quyết sâu hơn, là giải quyết cả những vấn đề mà vô thức, mà trong trong những vấn đề vô thức đó là có giấc chiêm bao. Vậy thì mình cứ cứ quan sát để mình thấu hiểu được nó, mà thấu hiểu được nó chính là thấu hiểu được mình. Cho nên cứ để mà quan sát, chứ đừng có muốn là không cần muốn thoát ra, mà cũng không phải giữ lại, mà chỉ thấy thôi. Có một điều là tất cả những cái cảm xúc hay là những cái thái độ, những trạng thái nào trong đời sống á, mà nó quá mạnh á, nó thúc đẩy mình quá mạnh á. Thí dụ như mình thường hay tức giận hay nổi sân chẳng hạn, thì đừng có cần lại giải quyết nó, kệ nó. Không phải kệ nó, tức là mình cứ để mặc nó. Mà kệ nó là đừng có quá đặt nặng cái chuyện giải quyết nó, mà cứ việc đi thì thấy tròn vẹn rõ biết đi, mở cửa tròn vẹn biết mở cửa, nó ăn cơm tròn vẹn biết nhai, cứ vậy thôi, đánh răng súc miệng, tất cả mọi cái cứ tròn vẹn rõ biết thôi. Thì tự nhiên những cái cảm xúc, những cái trạng thái đó tự nhiên nó sẽ từ từ giảm dần, và thậm chí nó từ chấm dứt.
giống như hồi xưa đó là thầy tính nóng nảy rồi thế này thế kia đủ thứ hết, ngồi suy nghĩ cho đến nỗi mà cũng là thuộc loài cũng trầm cảm rồi á, chứ không phải ít. Hồi tu á thầy tôi cũng trầm cảm rồi á, căng thẳng dữ lắm. Và mình nếu mà mình cứ cố mà lại mà giải quyết những cái đó đó thì không bao giờ giải quyết xong. À, mà bây giờ thế ra lại mình cứ chánh niệm tỉnh giác, mình cứ sống trong đời sống hàng ngày, cứ cảm rõ biết mình, quan sát, lắng nghe, cảm nhận lại tất cả những cái diễn ra nơi thân thọ tâm pháp. Mình không đi tìm nó đến là mình thấy thôi, chứ không cần đi tìm cái gì hết á. Thì tự động những cái mà cảm xúc hay là những cái thái độ mà nóng nảy hay là bức xúc gì đó, nó tự nhiên đoạn giảm. Mà người mình tự nhiên nó trầm tĩnh lại, sáng suốt lại vậy thôi. Cho nên không cần phải là cố mà loại trừ điều gì, mà chỉ cần là mình trở lại thân thọ tâm pháp để quan sát, lắng nghe, cảm nhận nó một cách rõ ràng là được. Bạch sư ông, con đang hiểu như thế này ạ. Tức là ví dụ như khi mà mình cảm thấy có một cái cảm thọ nó nổi trội lên thì mình cũng chỉ thấy biết nó như vậy thôi, và những cái gì tiếp theo đến với mình lại tiếp tục ghi nhận, mình tiếp tục rõ biết. Dạ. Tiếp tục rõ biết thôi. Vâng. Mình hay dùng cái từ ghi nhận á, là thật ra cái từ ghi nhận nó không nên dùng từ ghi nhận, mà là dùng cái từ là nhận biết thôi. Nhận biết chứ không phải là ghi nhận, mình không có ghi nhận gì cả. Chữ ghi nhận là như thế này, ví dụ như ai nói mình dặn mình là tối nay cắm hoa, ví dụ vậy, thì đó mình ghi nhận cái điều đó để tối nay mình cắm hoa, ghi nhận là như vậy. Còn ở đây không ghi nhận, vì cái gì nó cũng qua hết, cái gì cũng qua hết, thành ra mình chỉ thấy biết thôi chứ không có nhận biết thôi. Nhận biết là cái gì cũng qua hết, cho mình không có ghi nhận lại cái gì cả. Cho nên cái từ ghi nhận đó là do người Việt mình là dịch sai, chứ không có ghi nhận, mình chỉ nhận biết thôi. Cảm ơn sư ông ạ. Dạ, con kính chào sư ông, kính chào chư tăng, kính chào tất cả đại chúng. Con xin được trình pháp. Dạ, thì lúc mà con ăn cơm, thì lúc mà quán tưởng thì con nhìn vào trong thực phẩm, thì con lúc đó thì mình thấy nó ngon, nó đẹp này. Còn con quán tưởng thì khi mà nó đi vào trong mình á, nó đi ra thì nó là những cái thứ bất tịnh. Nhưng mà song song đó thì mình vẫn biết ơn là cái đồ ăn này nó nuôi dưỡng cái thân tâm của mình. Và nhưng mà mình trong đó mình cũng xả ly là cái này mình chỉ để là như vậy thôi, chứ mình không có tham đắm nó. Cái một lúc sau thì con ăn á, trong lúc đó thì con sẽ nó khởi lên cái là con thích cái món đấy. Thì ngay cái lúc mà con biết là con thích cái món đấy là cái tâm con nó thấy cái tâm tham này nó là cái nguồn gốc của đau khổ, nó là tập đế như hôm qua sư ông nói. Dạ, thì ngay cái lúc đó mình lại có khởi là một cái tâm nó vui, tức là mình đã thấy được cái điều đó, thì nó lại là cái tâm tham, tức là tâm con nó lại nhìn nhận cái này nó lại là cái tâm tham, cái vui này nó lại tiếp tục là cái tập đế tiếp. Thì con nhận biết như vậy rồi con ăn tiếp. Bình thường thì con có một thói quen, tức là khi mà mình món ăn nó chưa đưa lên là mình mở cái miệng ra, thì khi mà con đọc ở trong cái cuốn những cái oai nghi khi mà ăn uống thì khi mà cái món ăn nó chỉ múc vừa phải và đến miệng thì mình mới mở miệng ra để mình ăn, thì lúc đó con tập trung vào cái việc quay lại, con tập trung vào cái việc là con thực hành cái thói quen đấy. Dạ, rồi như vậy đến lúc hết thời ăn uống thì sư ông cho con hỏi là cái lúc cái diễn biến tâm với con, mà cái lúc mà con mô tả hồi nãy là nó rất là nhanh luôn, nó giống như trong một cái chớp mắt là tất cả những cái tiến trình đó nó diễn ra, rồi con lại thấy như vậy, rồi con lại quay lại tiếp tục con ăn, hay như vậy là con thực hành như vậy là có đúng hay không? Cảm ơn sư ông. Nếu như khi mà mình ngồi ăn và cái gì diễn ra
trong lúc ăn, ví dụ như diễn ra nơi thân như thế nào, mình nhai hay là mình đưa tay ra gắp đồ ăn hay là múc đồ ăn gì đó chẳng hạn, mình nhai mình nuốt thì mình rõ biết thôi. Cái quán tưởng là, cho nên cái quán tưởng là nên quán tưởng cái lúc đầu. Quán tưởng lúc đầu là để làm chi đó, để cho mình nói, mình nhận định về cái món, về cái ăn uống, rồi nhận định về cái ơn của những món ăn, hay là cái ơn của người dân cúng gì đó chẳng hạn, cái ơn tam bảo, ơn cha mẹ thầy tổ gì đó, thì cái đó là mình suy nghĩ lúc đầu. Còn khi ăn á, là mình chỉ rõ biết là đang nhai hay là đang như thế nào, mình rõ biết như vậy thôi. Còn cái mà khi mình đang nhai tự nhiên thấy ra điều đó thì được. Còn nếu mình suy nghĩ thì chưa đúng. Nếu mình xen suy nghĩ vào lúc đó thì nó lại không đúng. Mà mình nó xuất hiện thì đúng. Thí dụ do khi mình đang ăn tự nhiên nó xuất hiện một cái thấy, giống như là mình thấy ra được, hay là nếu mà dùng cái từ chuyên môn này nói là thực chứng được đó, thì cái thực chứng đó nó tự xuất hiện chứ không phải là do mình suy nghĩ. Có khi mình suy nghĩ là nó là do lý trí hay là do pháp học, mình nghe theo một cái lời hướng dẫn của ai đó, rồi mình cứ theo. Cho nên là thầy mới nói là thầy không có đưa ra phương pháp là vậy, bởi vì đưa ra cái phương cách thế này, đưa ra phương cách thế kia, nó làm cho người ta phải áp dụng. Mà khi áp dụng như vậy á, thì nó lại không đúng với cái thực mà mình khám phá. Bây giờ mình khám phá, nhưng mà mình khám phá một cách tự nhiên. Cái khám phá một cách tự nhiên á, thầy lấy ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Bây giờ một người đang đi trên đường mà họ rất là bình tĩnh, sáng suốt, họ đi. Tự nhiên họ thấy một viên kim cương. Cái đó hoàn toàn tự nhiên thì là được. Nhưng mà nếu họ đi để tìm viên kim cương ấy, thì là sai. Nếu mà họ đi họ để tìm cái viên kim cương ấy, thì họ sẽ rất là mệt. Mà có khi có, khi không. Nhưng mà ngay cả khi nếu mà có hay là không ấy, thì cũng làm họ mệt. Còn nếu mà họ đi tự nhiên vậy, tự nhiên thấy ấy, thì là đúng. Cũng như mình chỉ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình chỉ tròn vẹn rõ biết thôi. Mình chỉ có nghiêm túc tròn vẹn rõ biết vậy thôi. Còn á, khi cái mà mình thấy ra đó là mình tự thấy cho mình không quán. Thí dụ như là bỗng nhiên mình thấy ra là bất tỉnh, mình thấy ra tính bất tỉnh, bỗng nhiên mình thấy ra tính vô thường đó, bỗng nhiên mình thấy ra tính vô ngã, chứ không phải mình ngồi mình suy nghĩ là cái này là vô ngã là thế này kia. Mà vậy nếu mình suy nghĩ như vậy thì nó là cái tính toán của lý trí rồi, nó không phải là cái sự thực chứng hay là chứng ngộ. Mà cái chứng ngộ là qua một cái quá trình mà mình chánh niệm tỉnh giác mà đủ tròn vẹn thì tự nhiên nó sẽ thấy ra vậy thôi. Mà cái thấy ra đó là nó giống như là bất ngờ, nó bất ngờ, chứ không phải là do một cái kết quả của một sự suy nghĩ của mình mà thấy ra. Cái này là cái điểm mà rất rất quan trọng trong thiền. Nếu không á, thì nếu người ta cứ căn cứ vào pháp học, rồi người ta ngồi cứ suy nghĩ thế này thế kia theo pháp học á, thì nó bị lý trí xen vào rồi, cho nên người ta không thấy. Lúc đó tâm phải hoàn toàn rộng lặng và tự nhiên thôi, cứ chỉ rõ biết thôi. Rồi đến một cái lúc mà cái rõ biết đó nó chín mùi, đến một cái lúc nào đó nó đủ duyên á, thì tự nhiên nó bừng sáng ra, rồi mình thấy ra điều đó, thì cái thấy đó mới gọi là thực chứng đó. Chứ còn bây giờ mình có thể ngồi chứng minh vô thường là thế này thế kia đủ thứ, nhưng mà mình không thấy đó. Không phải là thực thấy, không phải là thực chứng đó. Do đó mà mình cứ là ví dụ như ăn thì mình cứ tròn vẹn nhai. Còn cái mà quán tưởng là để lúc đầu để cho mình đừng có bị trong cái ăn đó mình không có bị mà ăn với mục đích sai lầm. Còn khi ăn là mình chỉ chánh niệm tỉnh giác thôi, là rõ biết là mình đang ăn, đang nhai, đang nuốt hay là mặn lạc gì đó sao đó, mình cứ cảm nhận vậy thôi, cảm nhận cái
cái tính chất của nó thôi. Cho mình không có nói đây đây là mặn, đây là ngọt, đây là dở. Nhưng mà mình vẫn thấy được cái mặn, cái ngọt đó. Nhưng mà cái thấy đó là cái thấy của cái thấy biết, hay là của cái cảm giác, hay là cái xúc chạm của thân thôi. Chứ không phải là mình nói đó là thế này thế kia, cũng như sân vậy. Mình đừng nói đây là sân, mà mình chỉ thấy cái tâm đó khi khởi lên nó có cái tác động như thế nào, nó có cái ảnh hưởng như thế nào, tính chất của nó như thế nào, mình cảm nhận được cái tính chất đó thôi. Chứ không phải mình nói đây là tâm sân. Mình nói đây là tâm sân là sai. Bởi vì lúc đó là mình xen vào cái khái niệm, xen vào cái tư tưởng, và cái nhất là cái phê phán. Khi mình nói tâm sân cái là mình đã thấy nó là xấu rồi. Nhưng mà cái nó không phải là xấu tốt, mà là mình có thấy hay không là cái chính. Còn cái chuyện xấu tốt đó thì mình phải thấy rõ cái diễn biến thực sự của nó như thế nào đó, tức là mình thấy được cái thực tánh chân đế của nó. Chứ không phải là mình gọi tên nó rồi mình phê phán hay là cái này là nó sinh ra cái chủ quan. Đó. Nên bây giờ khi mình ăn uống hay là gì đó thì mình cứ thấy biết rõ, luôn cái tâm rộng lặng trong sáng để thấy biết là quan trọng. Chẳng phải là thấy biết gì, cái thiếu biết gì cũng quan trọng, mà là tâm rộng lặng trong sáng để thấy biết hay không mới là cái chính. Cho nên cái tỉnh giác ở đây đó không phải là mình phân tích đối tượng để rõ biết đối tượng, mà là cái tâm rõ biết. Đó. Thí dụ như nhà khoa học đó, thì họ có thể phân tích cái hoa này thế kia gì đó. Bây giờ mình không phải làm cái việc phân tích đó, mà mình nhìn cái hoa với cái tâm đủ rộng lặng trong sáng. Rộng lặng trong sáng tức là gì? Tức là không bị tham ái, không bị si mê, không bị gì, đố kỵ hay là ganh ghét cái gì vô trong đó, ngạ mạn cái gì trong đó. Tức là không bị cái che lấp trói buộc. Thì cái đó là một cái tâm rộng lặng trong sáng. Chứ không phải là biết cái hoa này như thế nào, như một nhà khoa học. Đó. Cho nên trong quán tưởng không phải là mình quán tưởng vật thực, mà là cảm nhận cái vật thực đó bởi một cái tâm rõ biết. Đó. Khi nào mà cái tâm rõ biết đó nó trải qua dù là ngon hay dở hay là mặn hay lạc gì đó, mà tâm vẫn biết rõ nhưng mà vẫn là rộng lặng trong sáng đó, thì mới là đúng. Rồi hết giờ.